Sau gần chục lần xử đi xử lại, vào sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội, diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra tại ô đất số 32 và 33, lô đất D3B1, Vườn Đào, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, đại diện bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Lan đề nghị tòa xét xử thấu tình đạt lý. Tại phiên tòa, đại diện và luật sư phía bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Lan đã đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định công ty Hồng Lan không liên quan đến trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại, mà chỉ có quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc làm rõ mối quan hệ tranh chấp giữa vợ chồng ông Phạm Xuân Mừng, bà Lưu Thị Hoàng Anh và ông Trần Văn Thơm. Mà 14 năm nay quan tâm tòa cần chúng tôi.
biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Liên quan đến giấy nhận tiền nộp treo viết tay, nhận tiền hộ ông Thơm mà ông bà Mừng Anh đưa cho bà Trần Thị Thủy, thủ quỹ công ty Hồng Lan, nhờ cầm hộ. Bà Thủy cũng có lý giải rất rõ, do cầm hộ, đây cũng là giao dịch cá nhân, chứ hoàn toàn không liên quan đến công ty Hồng Lan. Sau đó, bà Thủy cũng đã chuyển trả số tiền cầm hộ với tư cách cá nhân cho ông, bà Mừng Anh. Bà anh bảo có giao dịch thì mình có phụ thu, mà nếu như tôi viết một cái giấy và người thủ quỹ mà tôi viết một cái giấy nhận tiền lộp treo mà anh công nhận mà để anh lộp ấy, mà anh bảo là anh đây là đại hợp đồng mua bán thì có đúng hay không? Nếu mà một người đi lộp tiền, nếu như là một người đi lộp tiền như thế này, không giấu không gì thì có đúng là với đến nhận tiền thì tôi cũng không có số điện thoại của người ta, tôi không giao dịch với người ta đâu. Và anh chị này cứ mang tiền đến mà gửi thôi, chứ và đây là nói là gửi nộp hộ cho anh Thơm. Tôi gọi và tôi bảo mời anh Thơm đến làm hợp đồng ghi rất rõ luôn. Thế nếu còn nếu như là phiếu thu thì phải có theo đúng quy định là phiếu thu phải có người lập và người ký và có giám đốc ký và có trả gấu trả với tư cách cá nhân của tôi. Vì gửi tôi thì tôi cũng không thấy đến nhận thì tôi phải chuyển vào với tư cách cá nhân. Tại phiên tòa đại diện, bị đơn cũng nêu rất chi tiết về việc bà Lưu Thị Hoàng Anh là vợ của ông Phạm Xuân Mừng, nguyên đơn, chuyển tiền vào tài khoản của công ty Hồng Lan và giao tiền trực tiếp cho thủ quỹ công ty Hồng Lan. Từ đó khẳng định không có giao dịch mua bán nào với ông bà Mừng Anh. Chúng tôi làm công văn yêu cầu ngân hàng là chúng tôi không có hợp đồng, không được nhận bất cứ cái tiền này và chúng tôi đã trả lại tiền. Còn tại sao lúc đầu chúng tôi không trả vì chúng tôi biết đấy là tiền của anh Thơm. Thì tôi với bà à, thế hóa ra định cho tiền vào tài khoản để ăn bà à. Thì bắt đầu công ty mới họp lại và quyết định trả. Vì chúng tôi có yêu cầu anh ấy không? Nhưng mà chúng tôi trả là không biết là ai, chúng tôi chỉ làm công văn là chúng tôi không có hợp đồng với cái người này, cho nên yêu cầu ngân hàng trả lại và không được nhận nếu không có hợp đồng. Khi mà đến công ty chúng tôi nộp tiền không được vì chúng tôi yêu cầu phải có anh Thơm, thì hai vợ chồng nhà này lại đi chạy ra ngân hàng đẩy tiếp đúng tỷ. Đây ạ, chúng tôi ghi rất rõ. Tức là mặc dù đã đến công ty, chúng tôi nói là hợp đồng là anh Thơm chưa đến ký là ai, cho nên phải bảo anh Thơm đến đây. Thì hai vợ chồng này lại đi ra ngân hàng để tiếp 4 tỷ. Đầu tiên là 3,4 và sau là 4 tỷ. Mặc dù đã biết rằng là chúng tôi không có giao dịch, nhưng mà vẫn lại để ăn vạ chúng tôi, như thế là không được. Luật sư nghe cho rõ nhé. Ngày 2 tháng 1 năm 2007, anh Thơm mới đến nói với tôi là: chị ơi, cho em một cái thông báo để em đi vay tiền, được thì em sẽ ký hợp đồng lại. Cho nên từ ngày 2 tháng 1, thế còn cái hợp đồng của bà Hoàng Anh ký với ông Thơm là 23 tháng 12 năm 2006. Cho nên cái hợp đồng đó là trong khi chúng tôi và anh Thơm chưa có giao dịch thì bà Hoàng Anh đã tự ý làm hợp đồng đặt cọc. Đấy, tôi lưu ý tòa cái chỗ này rất quan trọng. Ngày 2 tháng 1 năm 2007, anh Thơm mới đến xin cái thông báo 147 và giám đốc của tôi cũng cho, nhưng gọi cho tôi và chị ơi chị giúp em với, em chỉ cần ký cái này để em vay tiền được, em sẽ làm lại hợp đồng em mua giá mới. Thì bên tôi cho, nhưng trong thực tế là anh ấy đã đi bán cho chị Hoàng Anh và anh đã nhận tiền của người ta rồi, thì anh chữa cháy bằng cách anh lừa tôi xin cái thông báo. Cho nên tôi mới nói là nếu như anh Thơm mà đến nhận thông báo của tôi năm từ ngày 2 tháng 1 và anh Thơm làm nghiêm chỉnh thì bọn tôi vẫn bán. Nhưng vì anh Thơm không làm hợp đồng lại cho nên mình không được mua. Thế còn cái này, hợp đồng này là đối với chúng tôi là không có ý nghĩa. Vì cái hợp đồng này là từ 23 tháng 12 năm 2006. Tức là họ đã giao kèo và nhận tiền của nhau trước khi giao dịch với chúng tôi. Cho nên là luật sư nhìn cho rõ cái này để mà nhớ này. Thứ nhất là tôi xác định đây là không phải nhầm lẫn, mà đây là anh Thơm có ý định là nếu như là chị điều chỉnh cho em giá hợp lý thì em vẫn mua. Cho nên là tôi bảo với em đến để ký hợp đồng đi. Thì nhưng anh Thơm không đến, cho nên bọn tôi mới quyết định là nếu không đến thì sẽ không nhận.
và vì thế mà anh này mang tiền đến, hai vợ chồng bê tiền đến văn phòng. Văn Từ nói là đây là hợp đồng của anh Thơm, anh chị gọi anh Thơm đến đây. Thì hai anh chị này có gửi cô thủ quỹ chúng tôi 1.2 là thôi cho anh gửi đây để anh đi tìm anh Thơm đến. Lúc đó anh Thơm vẫn gọi điện cho tôi là chị ơi, nếu mà chị điều chỉnh giá cho em thì em ý lại. Thế thì tôi bảo được rồi em đến đây, nhưng mà Thơm không chịu đến, cho nên bạn quỹ này mới nói là không có anh Thơm đến, đây là hợp đồng của anh Thơm thì không thể giải quyết được. Cho nên nhưng mà hai vợ chồng nhà này đấy đi ra ngân hàng cần tiếp tiền vào ngân hàng, thế từ hỏi rằng ai sai anh ở đấy, người ta đã nói là còn phải đâu Thơm, người ta có phải mập mờ thì là đâu mà để còn tan đối thế. Chúng tôi đã chuyển tiền trả lại, là chúng tôi làm công văn là vì đây không có hợp đồng, thì bên Nguyên Đơn đã nhận đủ cái số tiền này rồi và đã làm việc khác rồi. Thì tôi xin hỏi rằng căn cứ gì bây giờ đi kiện chúng tôi? Đại diện phía bị đơn cũng cho rằng việc chuyển giao hợp đồng 18 giữa ông Phạm Xuân Mừng, bà Lưu Thị Hoàng Anh, công ty Hồng Lan hoàn toàn không nắm được và cũng không chấp nhận việc chuyển nhượng đó, cho nên việc chuyển giao ba bên là không có. Vì vậy, đại diện công ty Hồng Lan đề nghị tòa làm rõ việc đưa công ty Hồng Lan là bị đơn đúng hay sai, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các bên liên quan. Về cái việc mà chuyển giao quyền nghĩa vụ hợp đồng 18 giữa ông Thơm sang và bà Hoàng Anh về chuyển giao này thì về phía công ty Hồng Lan không biết và không có một văn bản nào chấp nhận cái việc này, cho nên cái việc mà chuyển giao ba bên không có, cho nên dẫn đến cái việc mà đưa công ty Hồng Lan vào làm bị đơn ấy, thì chúng tôi hoàn toàn là phản đối cái việc này. Và tôi cũng đề nghị trong phiên tòa này thì cũng làm rõ cái quyền nghĩa vụ của mỗi bên. Cái thứ nhất là ông Thơm với công ty Hồng Lan và ông Thơm với bà Hoàng Anh, đấy là cái nhất. Cái thứ hai về cái việc mà ông Thơm mua bán bà Hoàng Anh ấy, mà hai người không đưa đến công ty đến công ty để làm tất cả mọi vấn đề thủ tục mà đến giờ phút này vẫn đưa công ty vào làm cái việc mà bị đơn, thì cái việc đó chúng tôi đã nhắc đi lại rất nhiều lần rồi, thì cũng rất mong quý tòa xem xét lại cái bản án. Và trong những buổi thì xét xử hôm nay thì cũng đề nghị quý tòa một lần nữa làm rõ các chi tiết có hay không việc ông bà đưa nhau đến công ty và thể hiện bằng văn bản nào. Cái thứ hai, cái việc chuyển dịch giữa ba bên có không, nếu không có thì cái việc đó không xác thực được. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà cái khoản tiền của ông bà Mừng và Hoàng Anh công ty Hồng Lan đã chuyển trả và cũng đã thể hiện qua tất cả giao dịch ngân hàng, thì cũng đề nghị chúng ta làm rõ trong cái việc mà cái tài khoản ý nó sử dụng như thế nào để chúng ta kết luận như nào cho nó phù hợp. Dầu giữa bà Hoàng Anh và ông Thơm có thỏa thuận về chuyển giao về quyền và nghĩa vụ đến công ty Hồng Lan về quyền sử dụng đất, nhưng không yêu cầu công ty Hồng Lan lập thành văn bản là lỗi làm cho hợp đồng không có trong thực tế. Đây là cái mà trong bút lục của bên bản tố cáo này. Do việc chuyển giao quyền nghĩa vụ không có trong thực tế, nên việc bà Hoàng Anh chuyển tiền vào tài khoản công ty Hồng Lan được xác định là trả thay cho ông Thơm nhận nhượng quyền sử dụng đất lô đất 3233. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đưa ra ý kiến, phiên tòa kết thúc khi hội đồng xét xử tuyên bố nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 5 tháng 10 năm 2020.